Ủa, này gì rồi? Ủa, ông là ai? Ông làm gì chặn đường tôi? Trời ơi, tao cậu ba Lục Bình mà nó không nhớ nữa trời. Đi đâu đây? Tao hôm nay là xuống đây để đưa mày về trời. Hãy theo tao về trời. Về trời? Ừ. Trời. Trời ơi, cô thấu. Thấu cho lòng tôi cái gì đúng không? Gạt tôi nữa. Mày dám chạy thoát tao không? Cái gì nữa? Hai. Trời ơi nữa. Trốn nữa hả? Chạy đường trời con khỏi nghe con. Tưởng làm như một mình sư phụ biết biến, tôi không biết biến à? Trời ơi. Chạy nữa hả con? Con lại sư phụ. Trời ơi, đi đâu cũng không thoát hết á. Chừng nào mà về trời mới thoát. Nhưng mà làm gì bắt con lên trời hoài vậy? Chứ mày làm gì ở dưới này hoài vậy? Dưới này vui. Vui? Mày theo gái vui gì? Mày không nghe người ta nói sao? Chết gì gái là cái chết biến thái. Nhưng mà cái đó là ở trên trời. Còn dưới đất á, người ta nói á, chết gì gái là cái chết sảng khoái. Mày kể tao hả mày? Hả? Làm gì mà chết gì gái? Trời ơi, con gái là cái gì? Tao nè, phải học tao thầy nè con. Mình phải sống đạo đức. Mình đừng có nhìn con gái mà cái bề ngoài rồi nó hại mình, hiểu chưa? Tao nói dạ thầy dạy là con phải nghe anh ra. Dạ em xin lỗi ạ. Mày nhìn gì vậy? Hả? Thấy gái là vậy nè. Đi theo gái hả? Thấy gái là theo mà, thấy gái là theo mà. Đẹp quá. Con gái thời nay trông thật là xinh, như hoa vừa nở ngày xuân đầu mùa. Ôi làn da trắng tựa như mây, lại thêm nụ cười duyên dáng làm cho lòng anh ngây ngất 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 ngất. Con gái thời nay trông thật dị tiên, tung tăng ngoài phố làm bao người nhìn. Nhiều anh cứ muốn làm quen, làm sao được lòng em yêu. Ôi con gái nhà ai cưng ghê. Dáng em tựa như nàng tiên đang về trên phố, thì cho anh đi theo cùng. Anh đây vẫn còn cô đơn, nguyện xin dâng tròn cuộc đời anh. Nếu em chưa chồng xin em trả lời đi để anh thương. Con gái thời nay trông thật là yêu ghê, yêu em từ phút gặp nhau lần đầu. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Thank you.
con gái thời nay trông thật là xinh, như hoa vừa nở ngày xuân đầu mùa. Ôi làn da trắng tựa như mây, đẩy thêm nụ cười duyên dáng làm cho lòng anh ngây ngất 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 ngất. Con gái thời nay trông thật dị tiên, tung tăng ngoài phố làm bao người nhìn. Nhiều anh cứ muốn làm quen, làm sao được lòng em yêu. Ôi con gái nhà ai cưng ghê. Dáng em tựa như nàng tiên đang rể trên phố, thì cho anh đi theo cùng. Anh đây vẫn còn cô đơn, nguyện xin dâng tròn cuộc đời anh. Nếu em chưa chồng, xin em trả lời đi để anh thương. Con gái thời nay trông thật là yêu ghê, yêu em từ phút gặp nhau lần đầu. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Con gái thời nay trông thật là yêu ghê, yêu em từ phút gặp nhau lần đầu. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Anh cảm ơn em. Xin lỗi em, nghìn lần xin lỗi em. Em có sao không? Ủa, anh không nhận ra em hả? Thì em là... Em nè. Sao, nhận ra chưa? Nhận rồi, mà xuống đây làm chi vậy? Xuống đây chi hả? Tôi kêu ông dẫn thằng cháu ông về, cuối cùng còn mê gái thằng đó là sao? Trời ơi, mê gái đâu? Gái, người ta bỏ lâu rồi. Bỏ rồi hả? Mới thấy rần rần ở đây mà. Cái đó là thử thôi, thề. Cậu ba ơi, cậu ba, cậu ba. Gì? Em đâu rồi? Em hả? Ừ. Em nè. Ừ. Ủa, à, dạ, chào mời ba mới xuống hả? Mở mở cái gì? Tôi xuống này dẫn hai cậu cháu mấy người về trời. Ở dưới đây dê gái của ai mà chịu nổi? Dê đâu mà dê, hỏi nó coi. Đi về trời. Mẹ, mẹ, mẹ.